Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn nâng tầm giá trị các sản phẩm nông nghiệp truyền thống ở địa phương, cách đây gần một năm, một số bạn trẻ người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tả Văn, thị xã Sapa và một số địa phương lân cận đã tập hợp nhau lại và thành lập Hợp tác xã Hoàng Liên. Sau một năm đi vào hoạt động, nơi đây đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp các thành viên hợp tác xã và nhiều người dân địa phương có nguồn thu ổn định. Từ vài đỗ ong lấy mật ban đầu, đến nay anh Vũ Văn Sàng ở thôn Tả Văn Giái 2, xã Tả Văn đã có 20 đỗ ong. Từ đó công việc này đã giúp gia đình anh Sàng có thêm nguồn thu khá. Trước đây mà nuôi ong tự nhiên ấy thì chưa có hợp tác xã thì có thể là cái giá cả bán ở ngoài thị trường thì nó bấp bênh, nó không ổn định. Bây giờ khi có cái hợp tác xã thì chúng tôi được hưởng cái quyền lợi, như ai mà nằm trong thành viên của hợp tác xã thì chắc chắn giá nó sẽ đảm bảo, giá cả về mật ong để bán cho hợp tác xã nó đảm bảo hơn so với mình bán ở ngoài. Một năm qua, 14 thành viên trong hợp tác xã Hoàng Liên đã liên kết lại cùng nhau sản xuất, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng và xây dựng thành công thương hiệu cho hai sản phẩm bản địa là rau cồ lam và mật ong. Đồng thời cùng nhau học hỏi cách tiếp thị, bán hàng để giải quyết hiệu quả đầu ra cho sản phẩm. Trong 9 tháng của năm nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch giảm, nhưng thu nhập bình quân của mỗi thành viên trong hợp tác xã vẫn đạt trên 5 triệu đồng một tháng. Bản thân người dân địa phương cũng có thêm nguồn thu nhờ bán sản phẩm cho hợp tác xã. Làm được rau cồ lam thì không phải lo chỗ bán nữa, bán được bao nhiêu thì hợp tác xã thu mua hết. Trước thì cũng đi bán lẻ thì cũng khó hơn, bây giờ có hợp tác xã thì làm được thì bán cho hợp tác xã đi, không cần lo cho bán nữa. Chúng tôi đang tập trung vào những cái nhóm sản xuất như là trồng cây ăn quả này, trồng rau, rồi là nuôi các con vật như là gà vịt, rồi là lợn bản địa. Và tập trung vào những cái nhóm phụ nữ làm nghề như là xây lanh dệt vải để tăng thêm thu nhập cho bà con. Sản phẩm mà bà con làm ra là chúng tôi thu mua về hợp tác xã để đóng gói thành sản phẩm và chúng tôi đem ra thị trường để bán. Những thành công bước đầu đạt được sẽ là điểm tựa để các bạn trẻ thêm quyết tâm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, nâng cao đời sống cho các thành viên và người dân địa phương.